kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, lực lượng Moscow mới đây đã thiết lập quyền kiểm soát hầu hết Ocheresti, phòng tuyến phía bắc Adipka sụp đổ. Lực lượng Ukraine bỏ vị trí chạy khỏi khu định cư ở phía bắc Adipka khi quân đội Nga tràn ngập. Việc chiếm được ngôi làng sẽ cho phép lực lượng Moscow phát triển ra mọi hướng. Khi cuộc xung đột bước vào mùa hè giao tranh thứ ba, một sự thay đổi khác dự kiến sẽ xảy ra với việc Nga tiếp tục tấn công và Ukraine điều chỉnh chiến lược phòng thủ cho phù hợp với diễn biến tình hình. Các lực lượng Nga hiện đang tiến hành các chiến dịch bình định tạo tiền đề cho một cuộc tấn công quy mô lớn mới vào đầu mùa hè năm nay. Những hoạt động bình định này bao gồm một số lượng lớn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine tập trung vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Kênh Military Summary đưa tin, trên thực địa, lực lượng Moscow đã thiết lập quyền kiểm soát hầu hết Ocheretin, khi lực lượng Nga tràn ngập, lực lượng Ukraine đã rút lui mà không có bất kỳ sự kháng cự nào. Việc chiếm được ngôi làng sẽ cho phép lực lượng Moscow phát triển ra mọi hướng. Kênh Riba đưa tin, phía bắc Adipka, các nhóm xung kích của Nga đang phát triển rất nhanh và đã giành quyền kiểm soát gần như toàn bộ Ocheretin. Hiện tại, họ đã củng cố vị trí vững chắc ở ngoại vi phía nam và trung tâm. Nhóm lực lượng trung tâm Nga lợi dụng sự rút lui ồ ạt của đối phương đang tiến sâu hơn vào làng Ocheretin, sau khi chiếm được vùng ngoại ô phía nam họ đã băng qua đường dây và đột phá ở khu vực trung tâm việc chiếm được ocheretin cực kỳ quan trọng bởi ngôi làng này có độ cao thống trị toàn bộ khu vực và sẽ tạo cơ hội cho lực lượng nga phát triển ra mọi hướng đây đúng là một ưu thế vượt trội của nga bản thân khu định cư này vẫn chưa hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội nga nhưng hệ thống phòng thủ của Kiev đã sụp đổ và theo báo cáo từ các nguồn tin Ukraine, Bộ Chỉ huy Kiev dường như đã quyết định trong vài ngày nữa sẽ ngừng việc ném binh sĩ vào trào lửa để giữ Ocheritin. Trong khi các cuộc giao tranh tiếp diễn, Nga cũng đã tăng cường xây dựng lực lượng, tiếp tế nhân sự và trang thiết bị cho các đơn vị tiền tuyến của họ. Ngoài ra, cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga đang phát triển các loại vũ khí và thiết bị mới, nhanh chóng đưa các công nghệ chủ chốt đến chiến trường hơn nữa nga đang nỗ lực sửa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị phương tiện bị hư hỏng đặc biệt là những phương tiện bị nhắm mục tiêu bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chính xác của ukraine thường gây hư hại nhưng không phá hủy hoàn toàn khi giao tranh tiếp tục diễn ra cả hai bên đều tìm cách đảm bảo lợi thế chiến thuật bằng cách tận dụng thế mạnh tương ứng của mình các lực lượng nga tự hào có nguồn nhân lực đông đảo hơn và lượng đạn dược dồi dào tạo lợi thế về hỏa lực đáng kể cho một cuộc tấn công mới Ngược lại, quân đội Ukraine đã thiết lập một tuyến phòng thủ nhiều lớp. Điều này sẽ đặt ra thách thức cho các lực lượng xung kích của Nga. Tuy nhiên, với việc thiếu đạn pháo, Ukraine sẽ cần phải điều chỉnh chiến lược, đồng thời duy trì thế trận phòng thủ và sẵn sàng phản công để chọc thủng phòng tuyến của Nga. Tóm lại, quân đội của cả hai nước sẽ tiếp tục phát triển các chiến lược của mình để thích nghi với những diễn biến mới trên chiến trường, cùng với môi trường chính trị, xã hội toàn cầu luôn thay đổi. Ukraine Pravda đưa tin tình báo Anh đã phân tích tình hình xung quanh thành phố Chasovya, mục tiêu kiểm soát tiếp theo của Nga ở tỉnh Donetsk. Theo đó, Nga đang lặp lại chiến thuật tấn công ở Adipka nhằm nhanh chóng giành quyền kiểm soát thành phố Chasovya. Nhóm chiến lược và tác chiến Khotysia OSG của Ukraine đã ghi nhận lực lượng Nga thả 20-30 quả bom lượn mỗi ngày tại mặt trận này. Bản báo cáo của tình báo Anh nêu rõ những vũ khí này có thể được phóng ra từ máy bay Su-25 của Nga hoạt động gần tiên tuyến cũng như tiêm kích Su-34 hoạt động ở khoảng cách xa hơn. Đây là cuộc oanh tạc phối hợp trên không và là chiến thuật được lặp lại từ hoạt động tấn công ở Adipka. Tình báo Anh đồng thời lưu ý rằng thành phố Chasovya được Ukraine phòng thủ tương đối tốt và nằm trên vùng đất cao. Do đó, lực lượng mặt đất của Nga cũng chỉ đạt được tiến bộ chậm chạp trong khu vực dù liên tục tổ chức tiến công trong những tháng gần đây ukraine đã tích cực xây dựng các vị trí phòng thủ mới ở mặt trận phía đông và nỗ lực đẩy lùi các cuộc tiến công của nga việc đẩy nhanh mở rộng các tuyến phòng thủ được cho là sẽ giúp ukraine hạn chế khả năng tiến quân của nga trước đó trên hướng adipka điểm đặc biệt trong chiến thuật của nga khiến một số nhà phân tích hơi bất ngờ khi nga biến tấu lối tấn công thông thường những mũi chủ công luôn được các cánh che chở rất tốt gần như cùng tiến đồng loạt dâng cao đội hình Tuy nhiên ở đây, Nga lại thọc sâu rất nhanh mà không mấy quan tâm tới hai bên cánh. Họ đã giành toàn quyền kiểm soát khu định cư jaria phát triển thêm được 2,5 km về phía bắc, áp sát vùng ngoại vi Ocheretin gần trạm biến áp Ocheretin, diahova Cuộc tấn công hiệu quả này được tạo điều kiện thuận lợi nhờ đợt đột kích chớp nhoáng rất thành công vào các vị trí của Lữ đoàn 115 Ukraine. Cũng trong diễn biến liên quan, trong bài bình luận đăng trên đài RT của Nga, ông Sergei Poletaev, nhà phân tích chính trị và quân sự Nga đã đưa ra một số nhận định về kế hoạch của Nga đối với Ukraine trong mùa hè này. Theo ông Politaev, trên thực tế, câu trả lời cho việc vì sao Nga lại tỏ ra trì trệ trên chiến trường rất rõ ràng. Năm nay và năm tiếp theo, Nga đã lên kế hoạch chi khoảng 5-6% GDP cho cuộc xung đột ở Ukraine và nhiệm vụ của Nga là sử dụng những nguồn lực tương đối nhỏ này một cách hiệu quả nhất có thể. Chuyên gia này nhận định rằng mục đích của Nga là đạt được các mục tiêu của hoạt động quân sự mà không cần phải huy động thêm nguồn lực trong khi vẫn phải đảm bảo duy trì kinh tế và xã hội ổn định. Theo ông Poletaev, mặc dù tình hình trên chiến tuyến phần lớn vẫn không nhiều bứt phá kể từ mùa thu năm 2022, nhưng tình hình chính trị và viễn cảnh về cách mà xung đột có thể sẽ kết thúc đang thay đổi hoàn toàn theo hướng có lợi cho Nga. Truyền thông Nga đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này đánh sập một tháp truyền hình của Ukraine tại thành phố Kharkov. Hãng thông tấn RIA Novosti cho biết, tháp truyền hình này cao hơn 240 m là một trong những công trình cao nhất ở Kharkov. Tháp truyền hình này được quân đội Ukraine sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm làm anten liên lạc cho các hệ thống phòng không. Trong đoạn video, tháp truyền hình Ukraine bị tấn công trực tiếp bởi một vũ khí tầm xa chưa xác định. Đợt tập kích khiến một phần ba tháp bị gãy hoàn toàn, rơi xuống mặt đất phía dưới Truyền thông địa phương cho biết, phần tháp bị gãy đã rơi xuống khu vực rừng ở phía bắc Kharkov, khiến nhiều cây lớn bị đổ. Hiện chưa có thương vong được ghi nhận trong vụ việc. Theo RT, quân đội Nga đã đẩy mạnh việc tập kích bằng UAV và tên lửa trên khắp lãnh thổ Ukraine nhằm đáp trả việc Kiev tập kích các nhà máy lọc dầu của Moscow. Mục tiêu chính của lực lượng Nga là cơ sở hạ tầng năng lượng và các trạm liên lạc của Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ, ISVK, trong lúc chờ gói viện trợ quân sự của Mỹ được hợp thức hóa Ukraine có lẽ sẽ phải chuẩn bị tinh thần để chống đỡ những cuộc tấn công lớn của Nga. ISVK viết trong một báo cáo rằng tình hình tiền tuyến có thể sẽ xấu đi trong thời gian này. Nga có thể sẽ tăng cường tấn công để tận dụng khoảng thời gian trống trước khi Ukraine có viện trợ từ Mỹ. Cơ quan này cũng cho biết Ukraine sẽ gặp thêm những thất bại trong những tuần tới, mặc dù họ vẫn có thể ngăn chặn cuộc tấn công hiện tại của Nga nếu sự hỗ trợ tiếp tục của Mỹ đến kịp thời. Tướng Mỹ Christopher Cavoli khẳng định rằng quân đội Nga thực sự đã lớn hơn 15% so với thời điểm họ tấn công Ukraine. Đồng thời nhấn mạnh, tôi không phóng đại tình hình hiện nay. Nếu Mỹ không tiếp tục hỗ trợ Ukraine, Ukraine có thể thua. Theo ISVK, Nga có có thể kịp tạo ra đột phá đáng kể dẫn đến sự sụp đổ ở tiền tuyến của Ukraine trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng Moscow vẫn có khả năng kiểm soát thêm các khu vực ở phía tây thị trấn Adika và đặc biệt là thành phố Chashopya ở vùng Donetsk. Quân đội Nga vẫn có khả năng mở cuộc tiến công quy mô lớn trong mùa hè năm nay đến tháng 6 năm 2024, quân đội Ukraine sẽ ở vào vị thế phòng thủ tốt hơn và Nga sẽ phải tính toán lại chiến lược. Nhìn chung, ISVK đánh giá sự hỗ trợ bổ sung của Mỹ cho Ukraine mang tính chất quan trọng, nhưng kết quả của cuộc xung đột vẫn là điều khó đoán định. Ukraine đã dùng pháo HIMARS tập kích vị trí đặt radar, đài chỉ huy của hệ thống phòng không S-300 hoặc S-400 Nga và dường như đã khiến radar bị phá hủy Video đăng trên mạng xã hội cho thấy máy bay không người lái UAV trinh sát Ukraine phát hiện đài chỉ huy di động và radar điều khiển hỏa lực của tổ hợp phòng không Nga, được cho là dòng S-300 hoặc S-400, cùng một số phương tiện đang ở trạng thái chiến đấu trên cánh đồng tại miền đông Ukraine. Không rõ các xe bệ phóng của tổ hợp phòng không ở đâu, song chúng dường như đã được phân tán, cất giấu ở chỗ khác. UAV Ukraine sau đó chuyển tọa độ mục tiêu về trung tâm chỉ huy để tiến hành đòn tập kích. Dựa trên video, Giới chuyên gia nhận định, lực lượng Ukraine đã sử dụng pháo phản lực HIMARS do Mỹ chuyển giao để khai hỏa rocket phóng loạt dẫn đường GMLRS chứa đạn chùm trong cuộc tấn công. Ít nhất 4 quả rocket đã phát nổ phía trên hoặc gần vị trí đặt radar của tổ hợp phòng không Nga và các phương tiện gần đó. Các quả đạn con từ rocket đã đánh trúng các khí tài này, tạo ra một vụ nổ lớn và cột khói bốc cao lên bầu trời. Militani, cổng thông tin điện tử của quân đội Ukraine nhận định, khí tài của đối phương đã bị hư hại nghiêm trọng một số thiết bị như radar có thể đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần thứ hai trong một tuần Ukraine tập kích thành công các hệ thống phòng không hiện đại của Nga. Kể từ khi xảy ra xung đột vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã tích cực triển khai các hệ thống phòng không cũng như tên lửa do phương Tây cung cấp để đáp trả những cuộc tấn công từ Nga. HIMARS là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ phát triển, cung cấp bệ phóng linh hoạt cho nhiều loại đạn dược khác nhau Hệ thống này có thể phóng 6 tên lửa dòng MLRS hoặc một tên lửa chiến thuật ATACMS MS. HIMARS được thiết kế để cung cấp phản ứng nhanh chóng và chính xác trước các mối đe dọa khác nhau trên tiền tuyến. Với trọng lượng khoảng 11 tấn, xe có thể đạt tốc độ tối đa trên đường 85 km h cho phép triển khai nhanh chóng ở các vùng xung đột. Hệ thống điều khiển bắn HIMARS cho phép đạt được độ chính xác cao với tầm bắn khác nhau tùy thuộc vào loại tên lửa được sử dụng. Trong đó, tên lửa R-MLRS có tầm bắn 45 km, 70 km với tên lửa dẫn đường GMLRS tầm xa mới và lên tới 300 km với tên lửa chiến thuật. Điều này mang lại cho HIMARS khả năng tấn công mở rộng, nhắm các mục tiêu ở khoảng cách xa và hỗ trợ các hoạt động quân sự trên nhiều môi trường chiến đấu khác nhau. Theo TASS, Thủ tướng Hungary nhận định cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ được giải quyết vào cuối năm 2025. Nếu những người ủng hộ hòa bình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 6 và trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Ông Oban tin rằng nếu những người ủng hộ hòa bình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào nghị viện châu Âu thì các quyết định quân sự ở châu Âu có thể bị chậm, dừng lại hoặc hủy bỏ. Mặt khác, theo ông Oban, một cuộc bầu cử khác sẽ diễn ra ở Mỹ với một ứng viên ủng hộ chiến tranh và một ứng viên khác ủng hộ hòa bình. Nếu ứng viên ủng hộ hòa bình chiến thắng thì chúng ta sẽ nhận được sự ủng hộ từ Mỹ. Thủ tướng Hungary nhấn mạnh: "Vì vậy, sau các cuộc bầu cử sắp tới, nếu mọi việc suôn sẻ thì các nhà lãnh đạo chính trị ủng hộ hòa bình sẽ có thể hiện diện ở châu Âu và châu Mỹ. Khi đó, xung đột ở Ukraina sẽ kết thúc vào cuối năm 2025." Nhà lãnh đạo cũng lưu ý, cần thiết phải ngăn chặn những người ủng hộ các hành động thù địch hơn nữa ở Ukraina. Trước đó hồi tháng 3, ông Orbán cũng bình luận rằng, việc cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng có thể là cơ hội thực sự để kết thúc xung đột Nga-Ukraina. Theo ông Orbán, ông trump có kế hoạch khá chi tiết về cách chấm dứt xung đột nga ukraina và kế hoạch của ông phù hợp với lợi ích của hungary nhà lãnh đạo hungary cho hay ông trump có tầm nhìn rất rõ ràng khó có ai có thể không đồng ý hungary là thành viên liên minh châu âu eu duy nhất duy trì mối quan hệ chặt chẽ với điện kremlin sau khi nga tiến hành kế hoạch quân sự ở ukraina ông orbán thường xuyên ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức và các cuộc đàm phán hòa bình đồng thời cũng phản đối các lệnh trừng phạt nhắm vào nga của phương tây trong khi đó Tình hình xung đột ở Ukraine ngày càng căng thẳng. Tướng Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, đã đưa ra đánh giá ảm đạm về thế trận của quân đội Kiev ở mặt trận phía đông. Ông thừa nhận tình hình đã xấu đi đáng kể trong những ngày gần đây. Tướng Syrskyi cho biết, các lực lượng Nga đang nỗ lực khai thác lợi thế ngày càng tăng về nhân lực và đạn dược để xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine. Theo New York Times, Ukraine phải đối mặt với ba thách thức lớn nhất trong nhiều tháng qua, gồm thiếu đạn dược, thiếu binh sĩ được huấn luyện bài bản và lực lượng phòng không suy yếu. Trong bối cảnh Nga tăng cường các cuộc tấn công, những thách thức này làm tăng nguy cơ lực lượng Nga sẽ xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine. Mặc dù Hạ viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ mới cho Ukraine đã tiếp thêm nguồn sinh lực cho Kiev, tuy nhiên, các chuyên gia vẫn hoài nghi về khả năng xoay chuyển cục diện chiến trường. Bên cạnh tình trạng thiếu đạn dược, thiếu binh sĩ được cho là thách thức lớn nhất với Ukraine trong năm nay, khi các chỉ huy quân sự đều nhấn mạnh rằng mục tiêu của họ hiện tại chỉ là giữ vững phòng tuyến và xây dựng lại lực lượng. Trước tình hình đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu tháng này ký thông qua luật hạ độ tuổi huy động quân cho nhiệm vụ chiến đấu từ 27 xuống 25. Ông cũng ký đạo luật yêu cầu có thêm đánh giá y tế với nam giới thuộc diện miễn nghĩa vụ quân sự vì khuyết tật. Những đạo luật này nhằm giúp Ukraine tăng cường tuyển tân binh sau nhiều tổn thất về nhân lực trong hơn 2 năm xung đột với Nga. Tuy nhiên, quyết định này được cho là có thể làm đảo lộn cuộc sống của hàng nghìn nam giới trẻ tuổi Ukraine. Khi xây dựng kế hoạch huy động quân, Ukraine đã phải chú ý đến những cân nhắc về quân sự, kinh tế và nhân khẩu học. Việc hạ độ tuổi nhập ngũ sẽ đưa hàng nghìn binh sĩ khỏe mạnh tham gia chiến đấu nhưng lại gây ra rủi ro lâu dài cho người dân Ukraine do cơ cấu dân số của nước này. Giống như hầu hết các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, Ukraine có một thế hệ trẻ tuổi chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu dân số do tỷ lệ sinh giảm mạnh trong thời kỳ suy thoái kinh tế sâu sắc những năm 1990. Vì vùng chúng nhân khẩu học này, đất nước này có số nam giới độ tuổi 40 nhiều gấp 3 lần so với độ tuổi 20. Việc nam giới bắt đầu nhập ngũ ở độ tuổi 25 do khả năng xảy ra thương vong trong trận chiến cũng có nguy cơ làm suy giảm thêm thế hệ người trẻ này cũng như tỷ lệ sinh trong tương lai, khiến đất nước phải đối mặt với nguy cơ sụt giảm nam giới trong độ tuổi lao động và quân dịch trong nhiều thập kỷ kể từ bây giờ. Tuy nhiên, ông Zelensky vừa qua đã lý giải nguyên nhân vì sao ông quyết định ký luật hạ độ tuổi huy động xuống 25. Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần những người trẻ tuổi trên chiến trường ngày nay vì thế hệ trẻ nắm bắt công nghệ tốt hơn và nhanh hơn nhiều. Ông Zelensky cho biết thêm Ukraine hiện nay cần thành lập các lữ đoàn để thay thế các lữ đoàn đã ở mặt trận trong hơn 2 năm qua. Để điều này có thể xảy ra và để họ trở thành sự thay thế thích hợp, các binh sĩ phải được đào tạo và có thể chất tốt. Một thực tế rằng có sự khác biệt giữa một binh sĩ 25 tuổi và một binh sĩ 50 tuổi. Các mặt trận khác nhau cũng đưa ra những thách thức khác nhau cách tác chiến khác nhau và công nghệ khác nhau. Bên cạnh đó, ông Zelensky vừa qua đã ký luật huy động quân với những thay đổi mới về quy tắc huy động. Theo nội dung trên website Quốc hội Ukraine, luật huy động quân mới sẽ có hiệu lực sau một tháng kể từ ngày chính thức công bố. Luật mới yêu cầu Nam giới phải cập nhật dữ liệu với chính quyền, tăng cường các khoản chi cho người tình nguyện, đồng thời thêm mức phạt với những hành vi trốn quân dịch. Trước đó, sau hơn 3 tháng thảo luận, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu tán thành dự luật mới cho phép chính phủ có nhiều quyền lực hơn trong việc huy động xã hội tham gia vào chiến tranh cũng như việc trừng phạt đối tượng trốn quân dịch. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, Thưa quý vị, cuộc tấn công của Israel vào Iran cuối tuần trước đã hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế vào biên giới giáp với Liban, nơi lực lượng Hezbollah từ lâu đã tiến hành một cuộc chiến thầm lặng và có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Israel. Mới đây, phong trào Hezbollah tại Liban đã phóng khoảng hơn 30 quả rocket về phía miền bắc Israel. Các vụ phóng trên đã kích hoạt còi báo động ở thành phố Safia và cộng đồng khác. Tối ngày 22 tháng 4, phong trào Hezbollah tại Liban đã phóng khoảng hơn 30 quả rocket vào miền Bắc Israel. Các vụ phóng trên đã kích hoạt còi báo động ở thành phố Safed và các cộng đồng khác ở miền Bắc Israel, nhưng không có thông tin về thương vong. Tờ Jerusalem Post đưa tin, để đáp trả, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tấn công các bệ phóng tên lửa và cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở miền Nam Liban. Cùng ngày, Israel cũng đã tấn công hai công trình ở các làng Ajoun và Odaise ở khu vực trên, nơi các chiến binh Hezbollah hoạt động. Trước đó, Hezbollah cũng thông báo đã bắn hạ một chiếc Hermes 450, thiết bị bay không người lái do Enbit System, nhà sản xuất vũ khí có trụ sở tại Israel chế tạo ở miền Nam Liban. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã kéo dài hơn 6 tháng qua tại khu vực biên giới giữa nước này và Liban, song song với xung đột tại giải Gaza. Trong diễn biến căng thẳng giữa Israel và Iran, khi căng thẳng với Iran dịu đi, quân đội Israel đang chuẩn bị hoàn thành công việc mà họ cho là còn giang dở, loại bỏ Hamas khỏi thành trì cuối cùng của lực lượng này ở thành phố Rafah của Gaza nơi có hơn một triệu người palestine đang trú ẩn các nhà lãnh đạo israel cho biết họ có ý định tiếp tục kế hoạch quân sự ở rafah bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ đồng minh quan trọng nhất của mình là mỹ vốn đã cảnh báo rằng một động thái như vậy đối với vùng lãnh thổ này có thể gây thương vong cho dân thường trên diện rộng và làm gián đoạn các nỗ lực viện trợ nhân đạo nhằm ngăn chặn nạn đói trong những ngày gần đây lực lượng không quân israel đã tấn công các mục tiêu ở rafah ông netanyahu thông báo israel có kế hoạch sơ tán dân thường trước các cuộc tấn công quân đội israel cho biết họ có kế hoạch chuyển người dân Gaza đến các khu vực nhân đạo sẽ được xây dựng trong giải Gaza, nơi sẽ được đảm bảo thực phẩm, nước uống, lều trú ẩn và các dịch vụ y tế. Theo các quan chức Ai Cập, Israel đang chuẩn bị di tản dân thường từ Rafah đến Khan Yunis gần đó và các khu vực khác, nơi họ có kế hoạch thiết lập những nơi trú ẩn với lều, trung tâm phân phối thực phẩm và các cơ sở y tế như bệnh viện giã chiến. Israel đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt kế hoạch quân sự kéo dài 6 tháng ở Gaza do cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái của Hamas. Mỹ đã hối thúc Israel xem xét lại kế hoạch tấn công quy mô lớn vào Rafah với lý do lo ngại thương vong dân sự quy mô lớn khi ước tính gần 2 phần 3 người dân Gaza đang tạm thời trú ẩn trong thành phố. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, Tổng thống Biden đã nói rất rõ ràng về điều này. Chúng tôi không thể hỗ trợ một kế hoạch quân sự lớn ở Rafah. Một động thái như vậy sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp đối với bất kỳ thường dân nào còn ở lại thành phố. Về phần mình, Israel cho biết họ phải tấn công Rafah nằm dọc biên giới Gaza với Ai Cập để vô hiệu hóa mối đe dọa quân sự từ Hamas. Quân đội Israel tuyên bố đã đánh bại 20 trong số 24 tiểu đoàn quân sự của Hamas và phải loại bỏ các đơn vị chiến đấu còn lại của nhóm này hiện ở Rafah. Nhưng bất kỳ cuộc tấn công quân sự lớn nào cũng là một canh bạc chiến lược. Đặc biệt, nếu số dân thường thiệt mạng cao sẽ làm xói mòn vị thế quốc tế của Israel và làm suy yếu mối quan hệ với Mỹ. Việc cố gắng giảm thiểu thương vong dân sự cũng có thể khiến chiến trường trở nên rủi ro hơn đối với quân đội Israel dẫn đến tỷ lệ thương vong cao hơn. Hãng thông tấn IRNA dẫn lời lãnh tụ tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran, Ayatollah Khamenei cho biết, cuộc tấn công mới nhất nhằm vào các mục tiêu ở Israel do lực lượng vũ trang Iran tiến hành đã thể hiện quyết tâm của quốc gia này. Ông cảm ơn lực lượng vũ trang nước này vì chiến dịch hứa hẹn thực sự. Ông kêu gọi các sĩ quan theo đuổi đổi mới quân sự và học hỏi chiến thuật của đối phương. Ông nói đổi mới về vũ khí và phương pháp cũng như hiểu biết về chiến thuật của đối phương phải luôn nằm trong chương trình nghị sự. Ông Khamenei cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình các chỉ huy cũng như binh sĩ cao cấp và cảnh sát, nêu rõ những gánh nặng mà vợ con họ phải đối mặt. Trước đó, Iran đã công khai nhắm mục tiêu vào Israel lần đầu tiên vào đêm ngày 13 tháng 4 và dạng sáng ngày 14 tháng 4 với hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái. Tehran tuyên bố cuộc tấn công nhằm trả đũa cuộc không kích vào khuôn viên đại sứ quán Iran ở Damascus, Syria, khiến 7 sĩ quan Iran thiệt mạng tiếp đó hai quan chức israel và ba quan chức iran khẳng định quân đội israel đã tấn công iran trong đó những quan chức iran còn nói rằng một cuộc tấn công đã nhắm vào một căn cứ không quân gần thành phố isfahan thuộc miền trung iran truyền hình nhà nước iran đưa tin rằng ba máy bay không người lái đã bị quan sát trên bầu trời isfahan hệ thống phòng không đã hoạt động và tiêu diệt những máy bay không người lái uav này trên bầu trời tuy nhiên một nhà phân tích iran sau đó phát biểu trên truyền hình rằng vài uav nhỏ bị lực lượng phòng không ở isfahan bắn hạ là do những kẻ xâm nhập từ bên trong Iran điều khiển. Ngoài ra, một vị quan chức Iran giấu tên nói rằng nguồn tin nước ngoài về vụ việc chưa được xác nhận. Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ cuộc tấn công từ bên ngoài nào và cuộc thảo luận nghiêng về việc xâm nhập hơn là tấn công, theo Reuters. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian nói với đài NBC News rằng những UAV trên cất cánh từ bên trong Iran và bay được vài trăm mét trước khi bị bắn hạ. Ông Amir Abdullahian nói tiếp, chúng tôi chưa chứng minh được rằng có mối liên hệ giữa điều này và Israel, ông còn nói rằng iran đang điều tra vụ việc nhưng các báo cáo trên phương tiện truyền thông là không chính xác đồng thời cảnh báo nếu israel trả đũa và hành động đi ngược lại lợi ích của iran tehran sẽ đáp trả ngay lập tức và ở mức tối đa